Bị mẹ nó khét ở dưới rồi kìa. Ủa mẹ chưa để thấp. Trời vừa chụp tôi anh đây đúng không, đèn dầu hết rồi. Đây vậy. Đây để tao vậy. Thì cẩn thận nha, không có đi lên ruộng người ta nha. Đi lên đây được rồi, chết rồi, chút đôi dép ơi. Tiếp tục. Đồng ruộng mênh mông quá, lâu lắm không có đi ra đây. Hồi lúc trước á, ở khu này của mình á, còn là gần không á. À, như khu miếng đất bên ở dưới này á là toàn là trồng bạch đằng á, nguyên một khu luôn á, là ra tới tuốt ngoài kia luôn á. Bây giờ người ta phá ra, ta làm ruộng hết rồi. Sau này có lũ quét vô thì chết hết. Tới nơi rồi, khoan đi chậm thôi mày ơi, để tao tìm cái chỗ nào mà có cây khô với lá khô nhiều mới nướng được mày ơi. Cái chăm này giờ không phải mùa nên không có trái. Đi coi, để tôi đi tìm địa điểm chút anh. Tôi chuốt cây chuốt này, đang chuốt nó mình sọt trong con cá rồi mình để nó mình nướng. Có cái là nãy quên đem cây dao, đem cây dao lớn, lấy cây dao cán vàng gốc luôn. Rồi hư cái dao giờ đi má má chửi. Có gì con xin lỗi trước nha. Rồi chút nữa không biết, không có đem theo cái dao, chắc lấy cái khúc cây nào đó, kiếm khúc cây nào đó. Thằng nào kiếm cái khúc cây nào cho anh đập cái đầu con cá coi. Cây nãy đó sao không? Cây nào? Cây bự khúc cây nãy đó, hả kêu lụm đó. Em đập cho. Rồi để đi, chúng con đập cho, không biết đập đó. Thằng nhỏ mà cứ đòi sát sinh. Xong ngay. Nhắm gì? Để nó rửa cho anh coi. Rửa cho thiệt sạch nha.
Thôi khỏi lấy củi. Rồi đây, con cá rồi. Nó đập đặng đem đi rửa coi. Nè. Con cá này á là của ông anh. Ông tát vuông rồi mình xin lại con để mình nướng. Mình trước khi nướng mình phải tẩy rửa cho nó sạch nha. Hồi nãy mình cũng có đập đầu nó mới chết đó. Mình không tiện quay khúc đó thôi, phản cảm luôn. Không nên quay. Người yếu tim xem cái người ta chửi mình chết luôn. Đó. Đồng cắm xuống đây. Con này cũng nặng ha. Có cái gì đào cho anh ơi, Tấn? Dạ, cái dao. À, cái dao đào về cái sắt này nè. Đó, lửa bắt đầu bắt lên rồi đó nha. Đi đâu mà mình mấy làm gì dơ dữ vậy? Nãy bị té hay vậy? Trời ơi. Lách quần hướng đi kìa. Đây đó. Rồi sao rửa rồi, rửa không sạch hết trơn rồi, coi chân à. Tắt rồi kìa. Đây đi, chút cái nhà tắm. Sao mà bắt lửa hoài không cháy ta? Hoài ta. Chạy đừng có chở. Mày điên hả? Không khác không có sao đâu. Không có sao đâu. Không có gì đâu sợ. Đứng gọi em chơi luôn mà. Đã. Quên. Chạy không nãy kêu quên. Ôi trời. Đứng lên đứng xuống đi cho hồi quay nhanh á, nó ấy đi vòng vòng á, tại quay nhanh đó ấy. Đây là con cá mình đã nướng xong rồi đó. Nó đều bây giờ mình cũng chưa chắc là nó sẽ chín, nhưng mà mình để cho nó uống than dần chút xíu nữa thì nó mới chín, nó trong được. Thời gian mình nướng thì có một chút xíu vấn đề
à, mình cũng không có lường trước được. Không quẹt thì mình đi để vô chổng cách xa khoảng chừng hơn 200 mét. Mà vô tình ông có một cái quẹt à, đem ở đây rồi. Cái bị không quẹt được. Mình nhờ anh em nó chạy về. Dạ, chạy lan à. Rồi nhờ anh em chạy về lấy cái quẹt khác. Rồi thêm một trường hợp đó là cũng vô tình không biết là nãy mình để lên là không có lấy cây tre, cây trúc, quên là lấy cây trúc non, lấy trúc già, nó cháy luôn, trúc già luôn. Giờ thành ra con cá như thế này. Nhưng mà nó chỉ cháy ngoài da thôi, còn bên trong nó không có gì đâu. Giờ thì mình để một tí nữa bắt đầu mình lấy ra mà mình ăn được rồi đấy. Từ từ, cá giờ đã chín rồi đó nghe các bạn. Thơm ngon lắm. Thế giờ mình cạo một cái lớp vảy ở phía ngoài của nó bắt đầu mình mới thưởng thức. Nhưng mà chắc với các bạn một điều là giờ nó thơm ngon lắm rồi đó. Thì à, đúng là cái đồ nướng không phải là dơ mà là quá dơ luôn. Đúng chắc dân miền Tây luôn. Vì dân miền Tây mình lúc nào ăn cũng dơ hết. Mà được cái là sống lâu. Ở dơ sống lâu mà các bạn. Bây giờ mình mà thôi. Mình ăn thử một ít thôi để một lát nữa mình vô nhà mình ăn cho nó ngon. Còn này chuẩn bị mưa, trời chuẩn bị mưa chuyển quá. Mình không nên nán ở đây lâu được. Tại vì đây vô nhà mình cũng cách khoảng mấy mẫu ruộng nữa. Bây giờ Tắng làm một miếng thử cho anh coi thưởng thức nó như thế nào. Tắng nè, chỗ này lấy cái lớp khác này ra, đừng ấy, này dơ lắm á. Rồi lấy cái miếng này ăn thử đây. À, gói rau đồ vô, lấy miếng mà nhiều ăn mới biết. Có chừng xương nữa nha. Đây, cái này mới quan trọng nè, rau gấp cá có bị bệnh không? Không. Có bị bệnh ăn rau gấp cá cho nó tốt. Tưởng có bị bệnh chứ. Rồi chấm nước mắm, quất luôn khỏi đổ đâu. Trời ơi, người ta còn dùng tay nữa mà. Ngon không? Ừ. Rồi ăn xuống miệng mình. Trời ơi, tao thấy là mình chảy cái miếng rồi đó. Cái này cũng phải làm thử miếng chứ. Thì khoan nha, để tôi cũng phải thử chứ. Để thấy cũng ngon lắm rồi đó. Rồi mấy ông anh này có nào thử không? Tôi cũng phải làm thử một miếng chứ. Rau thơm mà. Không có gấp cá hả ta? À, hết hả? Đây còn được miếng. Đây. Cuốn lại là đó. Mình cuốn lại gì nè, mình cuốn như củ cuốn vậy đó. À quên nói bạn là cái lá ngoài là lá sung nha. Có ai mà chưa từng ăn á, bạn cứ thử bẻ ra ăn một lần đi, ăn sống với cá nướng ngon lắm. À, mình chấm muối ớt nè. Bắt đầu mình ăn nè, mình ăn nha. Ngon. Trời ơi, không còn gì nói nữa. Nó ngon gì đâu. Chăm miếng là thưởng thức. Lúc mà mình nhai vậy đó, cái vị ngọt của con cá, cái vị thơm nữa. Rồi cái nước á, ứa ra, trời ơi, nhức đầu luôn. Tôi phải làm miếng nữa mới được. Quá ngon. Rồi mày ăn hoài mày. Đút miếng bự đi. Ngon quá mà phải không? Thôi, video của mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Mình sẽ không chỉ là nướng không đâu, mình sẽ đi mò cua, bắt cá hoặc là bắt ốc. Hoặc là có thể là mình sẽ quay ở một số nơi như ở ngoài biển hoặc là ngoài hòn, ngoài đảo nữa. Mình sẽ còn có dịp đi ra ngoài nữa. Thôi chào các bạn nha.